Thành phố Rio của Brazil đang trong quá trình chuẩn bị cho buổi hòa nhạc miễn phí của ca sĩ Madonna chào đón người yêu âm nhạc đến với bãi biển Copacabana và giao lưu cùng siêu sao nhạc pop nổi tiếng này. Siêu sao nhạc pop Madonna sẽ tổ chức buổi hòa nhạc vào ngày 4 tháng 5 trên bờ biển thơ mộng Copacabana ở thành phố Rio. Ca sĩ Madonna đã khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Celebration từ tháng 10 năm ngoái và buổi hòa nhạc tại Copacabana sẽ khép lại chuyến lưu diễn này của cô. Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy không gian phía trước khách sạn Copacana Palace đã được dành riêng cho việc dàn dựng sân khấu. Thành phố dự kiến sẽ đón khoảng 1 triệu người tham dự buổi hòa nhạc. Theo thư ký thành phố về phát triển kinh tế, Chicao Buho, khoản đầu tư dành cho buổi trình diễn của Madonna dự kiến sẽ thu lại gấp 30 lần. Các buổi hòa nhạc miễn phí trước đây tại bãi biển Copacana cũng thu hút hàng triệu người hâm mộ, bao gồm ban nhạc rock Rolling Stone, ca nhạc sĩ Rod Stewart và Lenny Kravitz.